chào mừng liên hoan bé khỏe ngoan xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình là bài múa Con Rồng Cháu Tiên do các bé đến từ lớp 5 tuổi A1 và 5 tuổi A2 trình bày. Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho các bé.